Thưa quý vị, mới đây Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã họp và đưa ra quyết định liên quan tới việc huấn luyện viên Vũ Tiến Thành có những phát ngôn chỉ trích trọng tài và chê bai lãnh đạo của VPF sau trận thua câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại vòng 21 V-League 2023-2024. À, trọng tài, bây giờ cứ trọng tài kiểu này là gây ức chế lắm. Y như tình huống công an Hà Nội họ vừa viết đơn. Anh xem lại có đúng không? Chúng tôi đứng gần đó, chúng tôi thấy là Thanh Bình không tham gia, Thanh Bình ở trong tư thế mà cái tình quan ấy là không như vậy rồi. Những người làm ở công tác VPF rất là kém, kém lắm. Tôi nói là cho họ phạt, rất kém. Tổ chức là 4 ngày một trận là không thể được lịch. Tôi đã từng nói giết cầu thủ, đó bắt đầu giết. Rồi tổ chức trọng tài, những người đó người ta không có năng lực làm. Theo đó, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành của LB Bank Hoàng Anh Gia Lai bị phạt 20 triệu đồng. Án phạt căn cứ vào điều 66 và điều 44 trong quy định kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam liên quan tới những phát ngôn hoặc hành vi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của bóng đá Việt Nam. Rất may là huấn luyện viên của LB Bank Hoàng Anh Gia Lai không phải nhận án cấm chỉ đạo.